Thưa quý vị, một trong những vấn đề nóng tại nghị trường kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 này là tình trạng chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công. Đây là vấn đề không mới và Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo khá quyết liệt. Tuy nhiên, chuyển động trên thực tế vẫn chưa đáp ứng theo yêu cầu. Cũng nằm trong thực trạng chung, tiến độ triển khai các dự án và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai những tháng đầu năm nay tiếp tục chậm trễ so với yêu cầu. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt trên công trình thi công Hương Lộ 2, đoạn nối từ quốc lộ 51 tới dự án của công ty Long Hưng. Công trình và dự kiến thì sẽ hoàn thành đưa vào khai thác tháng 5 năm 2022 này. Tuy nhiên, do vướng công tác giải phóng mặt bằng cũng như là gặp những khó khăn về thời tiết cho nên là công trình đã bị chậm so với yêu cầu. Cho đến thời điểm hiện nay thì nhà thầu cũng chưa dám cam kết cái thời gian hoàn thành vì hiện nay ở hai đầu đoạn đường thì vẫn còn vướng công tác giải phóng mặt bằng. Đây là hình ảnh ghi nhận trên công trường thi công Hương Lộ 2. Mặc dù nhà thầu đã tập kết về đây lực lượng phương tiện xe máy khá hùng hậu, bao gồm 25 xe lu, máy ủi, máy đào, mỗi loại 4 chiếc. Thế nhưng những ngày gần đây, trời mưa liên tục nên phần lớn phương tiện máy móc phải nằm chờ. Và xa hơn, công trình không thể đẩy nhanh tiến độ vì vướng giải phóng mặt bằng. Vướng một cái công ty này nè, với cái lò rượu là đầu tuyến. Là từ km 80 mà 0+80 mà cho đến là 0+194 là vướng là đoạn đầu. Còn đoạn cuối là bắt đầu từ cái km 1+300 trở đi là vướng, chưa có giải tỏa được. Chúng tôi chỉ làm ở giữa thôi. Do vướng mặt bằng cả hai đầu nên thiết bị máy móc công nhân không phát huy hết công suất. Đội xe vận chuyển đất san lấp phải căng tránh những giờ cao điểm, khi học sinh ra chơi hay tan trường mới vận chuyển đất vào công trường. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Tương tự, dự án cầu Vàm Cái Sứt cũng là dự án trọng điểm của tỉnh, triển khai trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Dự án được khởi công ngày 2 tháng 10 năm 2020, thời gian thực hiện 530 ngày. Ngày hoàn thành theo hợp đồng là 16 tháng 3 năm 2022. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và cũng do vướng giải phóng mặt bằng, khối lượng thi công đến nay mới đạt khoảng 60% và tỷ lệ giải ngân lũy kế đạt 54%. Tiến độ thì nó chậm rồi, nhưng mà bên em đợt trước có bị dịch á, thì đã có làm lên công văn tiến bộ lại gửi lên ban á, đã là ban chấp thuận rồi, là tiến độ mới á là cuối năm nay á là xong cái phần cầu á. Còn phần mố đường bên kia thì nó đang bị vướng mặt bằng á, nên đang đợi bàn giao. Vướng mặt bằng là vấn nạn đặt ra đối với hầu hết các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn Đồng Nai. Tại thành phố Biên Hòa, dự án chống ngập khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quang được đưa vào kế hoạch từ năm 2012, nhưng đến nay vẫn chưa thể khởi công vì vướng mặt bằng. Để triển khai dự án này, Biên Hòa phải giải phóng mặt bằng khu vực hơn 15 hectare và bồi thường hỗ trợ tái định cư khoảng 400 hộ dân. Nhìn rộng ra, với 5 công trình dự án trọng điểm Biên Hòa đang triển khai theo nghị quyết 45 của tỉnh ủy, thành phố phải giải phóng mặt bằng, tổ chức tái định cư cho hơn 1.000 hộ dân. Thì để bố trí tái định cư thì thành phố Biên Hòa cũng đã chuẩn bị là 5 khu tái định cư. Hiện nay thì cái khu tái định cư ở Bố Long là khu tái định cư thứ nhất phục vụ cho cái đường ven sông Cái. Với lại cái kè ven sông á, là đã có sẵn á, là khoảng 160 lô đất để cho các hộ bị giải tỏa trắng thuộc dự án đường ven sông Đồng Nai từ cầu Quế An đến Vĩnh Cửu. Thì ngoài ra thành phố đang thực hiện 4 cái dự án tái định cư nữa. Thì 4 dự án này á, thì nó khoảng là 1.600 lô đất để phục vụ cho hơn 1.000 hộ bị giải tỏa trắng thuộc 5 cái dự án trọng điểm của thành phố. Giá đền bù thấp và giải quyết tái định cư chậm là hai nút thắt làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai hầu hết các công trình dự án trên địa bàn Đồng Nai từ nhiều năm qua. Mặc dù đã có sự quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên, nhưng kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trong năm 2021 chỉ đạt 61% và 4 tháng đầu năm nay mới đạt 17,2%. Để cải thiện tình hình, bên cạnh chủ trương cho các địa phương ứng vốn để triển khai nhanh các khu tái định cư,
Tỉnh cũng đã thí điểm thành lập ban chuyên trách làm công tác bồi thường tái định cư, với kỳ vọng lực lượng này sẽ góp phần tháo gỡ những nút thắt trong công tác bồi thường, tổ chức tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.